Chúng ta đang giải cái bài toán là ma trận 3 nhân 12. Vậy thì ma trận 3 nhân 12, nguyên lý của nó là ngang 3 và sâu 12 tầng. Nghĩa là nó lũy thừa 12 lên các anh chị. Đúng không nào? 3 mũ 1, 3 mũ 3, 3 mũ 4, 5, 6, 7 đến 3 mũ 12. Thì đây là nguyên lý. Đây là cái ma trận 3 nhân 12, nó là như thế. Và bây giờ tôi mô phỏng như thế này các anh chị. Bây giờ chúng ta đứng ở vị trí như tôi đang mô phỏng trên cái này. Ta đứng ở chỗ là bạn cũng được. Ta đứng ở vị trí số 1 cũng được, số 2 cũng được. Hay là kể cả số 12 cũng được. Vì trong ma trận này tất cả những người đi giải toán, dù ở vị trí nào thì chúng ta đều công bằng như nhau. Tại sao lại công bằng như nhau thì món lát nữa thôi sẽ bật mí các anh chị nhé. Chúng ta đi tìm sự thật này. Bây giờ cái nguyên lý đầu tiên, các anh chị hãy theo dõi này. Rồi bây giờ cái anh ở số 12 này, cũng có thể là mình, cũng có thể là bạn, cũng có thể là bất kỳ một ai ở số 12. Thì họ phân phối dòng tiền như thế này theo một nguyên lý. Lần thứ nhất thì cái anh số 11 này được hưởng. Lần thứ hai cái anh số 12 này mà kích hoạt ấy, sẵn sàng dùng vài trăm nghìn của mình ấy để cho cái cộng đồng này này, thì anh số 10 này được hưởng. Lần số 3 cái anh 12 cho ấy, thì cái anh số 9 này sẽ được hưởng. Rồi, và cứ như vậy đến lần thứ 4. Nào lần thứ 4 thì anh số 8 này nhận này. Lần thứ 5 của anh số 12 này pay đi thì anh số 7 được nhận. Cứ như thế. Cứ như vậy. Đúng không nào? Rồi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lần thứ 8 thì anh số 4 này được nhận. Lần thứ 9 anh số 3 được nhận. Lần thứ 10 thì anh số 2 được nhận. Lần thứ 11 thì anh số 1 được nhận. Và lần thứ 12 thì bạn sẽ được nhận. Như vậy, trong cái bài toán này thì trong sau quá trình là 12 lần, tương đương với cả 12 tuần của cái anh số 12 này hay của bất kỳ một ai thì đều như nhau. Tức là cũng sẽ dùng 12 lần để chúng ta tham gia vào cuộc chơi này. Mỗi một lần cách nhau một tuần. Và mỗi lần là 15 đô la. Vậy thì không phải là chúng ta cho một người nhiều lần, mà chúng ta cho 12 người, mỗi người một lần. Ok. Thì đây là tính ở vị trí vai trò của người sẵn sàng là tương trợ, hỗ trợ một khoản tiền 15 đô la cho cộng đồng. Thì đấy là vai trò của người cho. Bây giờ cái vai trò mà chúng ta được nhận lại thì không phải chúng ta nhận của 12 người, mà bằng cái thuật toán ma trận 3 nhân 12 sâu 12 tầng thì chúng ta sẽ được nhận lại những con số của những người trên toàn cầu này mà chúng ta không thể biết họ là ai. Và nhờ thuật toán thì cái con số chúng ta sẽ nhận sẽ như sau. Vì ma trận 3 nhân 12 tầng 1 của mình là có 3 người, mỗi một người cũng chỉ pay cho mình có 10 đô la thôi, thì cá nhân mình sẽ được 30 đô la. Tầng 2 sẽ có 9 vị trí và chúng ta nhận được 90 đô la. Cấp số nhân nó tăng dần lên và tầng 3 có 27 vị trí, chúng ta nhận 270 đô la. Tầng 4 là 81, chúng ta có 810 đô la. Tầng 5, 2430 đô la. Đến tầng 6 thì chúng ta bắt đầu là cảm thấy đây là một chất gây nghiện. Lý do tại sao? Bởi vì mới có 6 lần thôi. Mỗi một lần 15 đô la mà chúng ta chia sẻ cho 6 người này thì 6 x 15 mới dùng có 90 đô la. Nhưng mà một cái thuật toán nó chạy trong ma trận này, chúng ta được lại cái sự tương trợ đến 7.290 đô la. Tức là mới chỉ có đến tầng 6 thôi mà chúng ta đã có hơn 10.000 đô, hơn 200 triệu. Thì tôi cho rằng nếu mà chúng ta có 90 đô để chúng ta đi giải toán mà con số này nó xảy ra mới đến đoạn này thôi, thì đây cũng là một cái kết quả xứng đáng dành cho bất kỳ một ai, kể là người bình thường nhất. Vấn đề ngày hôm nay tôi chia sẻ với các anh chị, những con số này, những con số thực tế này là tôi chia sẻ đến tất cả những người vô cùng bình thường. Anh chị hiểu điều này không ạ? Vô cùng bình thường. Nhưng anh chị ngồi trong Zoom này một lát nữa thôi, các anh chị sẽ thấy được rằng là cái tính đơn giản hóa khi tôi đã giải ra được bài toán này thì giúp những người bình thường
sẽ có được một kết quả phi thường. Các anh chị sẽ theo dõi tiếp. Đến tầng 8 của chúng ta thì dù các anh chị có không đẩy thì tự những cái level, những cái tầng này nó cũng tự lan ra thôi. Anh chị có thu nhập khoảng hơn 1 tỷ đồng từ tầng 8. Tầng 9 là 106.000 đô. Tầng 10 là 600.000 đô rồi. Tầng 11 thì lên đến 1 triệu 7 đô. Và ở tầng 12 nó rơi vào hơn 5 triệu đô la. Điều gì nó đang xảy ra khi trong 12 lần mà chúng ta chia sẻ của 12 tuần thì tổng số tiền chúng ta chia sẻ là 180 đô la. Nhưng mà bài toán được giải là chúng ta có cơ hội sở hữu lên đến con số tiền như thế này. À, đến đoạn này sẽ có những người mới bắt đầu cảm thấy là hồ nghi. Làm sao mà nó có thể hình thành được một con số như vậy? Thì tôi sẽ tiếp tục để các anh chị nắm được này. Trong cái ma trận 3x12 này, nó không dừng lại ở một bàn ma trận, mà nó được luân chuyển tuần hoàn trong 5 bàn ma trận. 5 bàn ma trận này, trong giai đoạn start này, giai đoạn khởi động, các anh chị đừng quá quan tâm đến nó là cái gì, tại sao nó lại thu hút được cộng đồng, và hệ sinh thái nó là gì, nó kinh doanh làm cái gì để có giá trị. Xin thưa với mọi người rằng tôi là người đi làm kinh tế, giá trị đầu tiên của tôi đó là trong túi của tôi phải có tiền. Có rất nhiều tiền thì tự nhiên giá trị của mỗi người sẽ được nâng lên. Khi cái người Do Thái người ta đã tạo ra cái thuật toán thông minh như thế này thì đương nhiên không đơn thuần là họ chỉ tạo ra một thứ để chơi vui vui. Chơi vui vui không thể lên đến hàng triệu đô la và hàng tỷ đô la được các anh chị. Chỉ có những trí tuệ kiệt xuất mới có thể đưa ra được một bài toán mà giúp cho một người bình thường có thu nhập phi thường. Thì anh chị đừng bao giờ đặt câu hỏi với Kim Nguyễn là cái này họ sinh ra để làm gì và giá trị trong này là gì. Giá trị trong này đơn giản là chúng ta giải bài toán với vài triệu đồng hay là vài trăm nghìn đồng mà chúng ta kiếm được vài tỷ đồng, vài chục tỷ đồng, thì đấy chính là giá trị. Giá trị cá nhân mình trước. Anh chị được hiểu điều này không ạ? Ai mà cứ đồng quan điểm thì cứ comment vào mục chat nhé. Ai không đồng quan điểm không sao cả. Đây là quan điểm cá nhân các anh chị. Rồi cái bàn 1 của chúng ta thì chúng ta tương trợ như vậy. Chơi trong cái bàn 1 là 10 đô la. Thì tổng số tiền cộng hết 12 level đấy là 7 triệu 9 đô. Có một điều rất là thú vị rằng chúng ta không phải xây lại bàn 2. Tôi muốn nhấn mạnh rằng chúng ta không phải mất công xây lại bàn 2 các anh chị ạ. Cứ xây bàn 1 thôi. Rồi, sau khi chúng ta hoàn thành được 3 tháng thì chúng ta được quyền sang bàn 2. Được quyền sang bàn 2. Và nếu thấy có lợi ích, ta tiếp tục ta chơi bàn 2. Và nếu ta chơi bàn 2, đồng đội của mình chơi bàn 2 và cộng đồng của chúng ta đã tạo ra từ bàn 1 cũng chơi bàn 2, thì kết thúc bàn 2, chúng ta có cơ hội cầm được một số tiền ở trong tay là 15 triệu 9 đô la. Và tiếp theo như thế, kết thúc bàn 2 sau 3 tháng thì ta được chơi bàn 3. Không phải là bị chơi bàn 3. Anh chị hiểu không ạ? Được chơi bàn 3 là 23 triệu 914 nghìn. Vẫn là cái cộng đồng chúng ta đã xây từ bàn 1. Chứ chúng ta cũng không cần thiết phải làm mới ở bàn 2 hay bàn 3. Sang đến bàn 4, vẫn là cộng đồng chúng ta đã xây từ đầu. Thì là 31 triệu 886.400 đô. Và kết thúc giai đoạn start là ở bàn 5, là bàn cuối cùng trong giai đoạn start. Nhấn mạnh lại với các anh chị là bàn cuối cùng trong giai đoạn start là 50 đô la. Thì tổng con số là 39 triệu 858 nghìn đô. Vì thế, lại một lần nữa nhắc lại, đừng anh chị em nào hỏi Kim Nguyễn là cái này hệ sinh thái là gì. Chúng ta cứ chờ đợi đi. Được không nào? Hãy tập trung vào giai đoạn 1 đầu tiên các anh chị. Rồi tự khắc những gì thông tin mà họ public cập nhật cho chúng ta sẽ được cập nhật ngay sau thời gian ngắn nữa thôi các anh chị. Nào bây giờ chúng ta cộng lại đi nào. Hơn một năm làm việc mà chúng ta kiên trì đi qua hết được 5 bàn ma trận này thì tổng số tiền chúng ta có thể, cái kho báu này nó dành cho mình
là 119 triệu 574 nghìn đô la. 119 triệu 574 nghìn đô la. Ngày hôm nay không phải là một ngày mà chúng ta nói ngọt nói ngon cho nhau nghe, cho lọt tai. Ngày hôm nay chúng ta sẽ băm bổ nhau, băm bổ nhau một cách thật là phũ phàng và thật là khốc liệt, anh chị nhá. Phải băm bổ nó ra các anh chị ạ. Giải toán mà. Nào tập trung vào để giải toán nào. Đây là con số lý tưởng khi mà 12 tầng của chúng ta phun chằn chặt, đều chằn chặt. Vậy thì bây giờ cái ma trận này tại sao nó công bằng với tất cả mọi người? Công bằng như thế này, các anh chị hãy tập trung nó công bằng này này. Bây giờ đơn giản hóa lại này. Khi chúng ta tham gia vào là vai trò của một người chơi bàn cờ này, giải cái bài toán này, thì chúng ta được trao cho một cơ hội như nhau, là mỗi một người đều có 791.600 ô cờ. Và nếu mà chúng ta lấp một ô cờ hết 5 bàn, thì một ô cờ này sẽ đem lại cho chúng ta là 150 đô la Mỹ. Anh chị hiểu điều này không ạ? Sẽ có người giải được 100% là giải hết được 791.600 ô cờ. Và họ nhân với 150 đô trên một ô cờ. Họ có con số là 119.574.000 đô. Có những người chỉ giải được 70% ô cờ thôi. Có người giải được 50%. Anh chị hiểu không ạ? Nhưng chỉ đơn giản thôi ạ. Cứ một ô cờ mà anh chị giải được, lấp được cái ô cờ đấy, đi hết 5 bàn cùng mình, thì anh chị sẽ được 150 đô la. Rồi, 10 ô đi hết cùng mình 5 bàn, anh chị có 1.500 đô. 100 ô được phủ, anh chị có 15.000 đô. 1.000 ô được phủ, anh chị có 150.000 đô. Hãy ghi nhớ này, 150.000 đô nhân với cả USDT bây giờ thì nó rơi vào khoảng 3 tỷ 3 cho đến khoảng 3 tỷ rưỡi. Thôi 3 tỷ 3 đi. Khoảng 3 tỷ 3. Nếu anh chị giải được 1.000 ô cờ, lấp được 1.000 ô, anh chị hiểu điều này không ạ? Cho đến ngày hôm nay khi chưa có một thông tin chính thức nào được public, thì cá nhân tôi đã có được ít nhất là 600 ô cờ phủ kín. 12 ngày làm việc, 14 ngày làm việc, sorry các anh chị. Anh chị hiểu được này ạ? Nếu có 1.000 cái ô này phủ được hết thì tôi có 15.000 đô, à 150.000 đô. Nhưng mà trong 14 ngày tôi làm việc thì tôi có 600 ô cờ đã phủ hết. Anh chị nghĩ sao về con số này ạ? Và anh chị biết vốn của mình bỏ ra bao nhiêu không ạ? 408.000 đồng. 408.000 đồng để bắt đầu đi giải mã. Nào mọi người có giấy bút ghi vào đi ạ. 408.000 để đi giải mã. Và anh chị không phải một mình để có thể lấp hết được 1.000 ô cờ đâu. Bởi vì chúng ta rủ đồng đội đi giải toán mà. Anh chị hiểu không ạ? Rồi, nếu mà chúng ta làm được 10% thì sao? Không làm được 100%, chúng ta làm 10%. Có 11.957.400 đô. Rồi bây giờ chúng ta làm được 1% thôi. Thì chúng ta có hơn 1 triệu đô các anh chị. Và nếu mà chúng ta chỉ làm có 0.1% thôi, thì chúng ta có 119.000. Các anh chị hãy trả lời vào trong mục chat năng lực của anh chị là bao nhiêu phần trăm. Ổn không mọi người ơi? Ổn không các tình yêu ơi? Các anh chị nào hãy comment đi, hãy comment vào trong mục chat đi, comment cái con số của mình ý các anh chị ạ. Đơn thuần là chỉ sắp xếp con số thôi. Nào các anh chị hãy comment xem nào, xem là năng lực của mình hướng đến là bao nhiêu phần trăm. Và các anh chị cứ nhân 150 đô la nhân với số ô vuông các anh chị có thể phủ được nha. Rồi tôi thích là 100%. Thích những anh chị em nào comment 100%. Bởi vì nếu mà chúng ta comment 100% ý, thì ngay sau đây chúng ta sẽ có một cái giải pháp. Các anh chị có muốn nghe cái giải pháp này không? Bây giờ tôi sẽ biến một người có năng lực bình thường nhất, kể cả các anh chị chỉ có đặt target là 0.1%, với số vốn vài trăm ngàn đồng, các anh chị làm việc nghiêm túc, thì các anh chị cũng có cơ hội kiếm được hơn 2 tỷ đồng. Đấy là một con số không tưởng được rồi. Nhưng bây giờ tôi sẽ dùng kiến thức của tôi,
tôi đưa đòn bẩy vào để bốc cái phần trăm của các anh chị lên cao hơn bao nhiêu anh chị mong muốn điều đấy nào. Tôi đưa cái đòn bẩy vào, tôi đẩy cái năng lực của các anh chị lên cao hơn nữa để chúng ta có kiếm được nhiều tiền hơn nữa trong ma trận này. Thì bao nhiêu anh chị mong muốn điều đấy, hãy comment thật nhiều vào trong mục chat đi nào. Comment thật nhiều đi ạ, trong mục chat. Để tôi tiếp tục giải thêm một lần nữa để các anh chị thực sự yên tâm. Được không nào? Và chúng ta càng yên tâm thì chúng ta càng tự tin. Mà nếu chúng ta càng tự tin thì chúng ta làm điên cuồng để chúng ta hiện thực hóa các con số này. Chúng ta sẽ lấy tiền ở toàn cầu. Và đương nhiên đây là những bài, những kinh nghiệm. Anh chị hiểu không ạ? Đây là những bài và những kinh nghiệm mà tôi cùng ekip là sẵn sàng đưa cái đòn bẩy này vào để hỗ trợ cho những người bình thường nhất, chỉ cần tập trung thôi là chúng ta đã có thể tạo ra được. Bây giờ chúng ta bắt đầu đưa đòn bẩy vào này. Anh chị hãy xem này. Chắc chắn là tầng 1 3 người, tầng 2 9 người, tầng 3 27 người, tầng 4 81 người, tầng 5 243 người và tầng 6 729 người. Thì có lẽ tôi tự tin rằng từ tầng 1 đến tầng 5 chúng ta có thể phun được chặt. Bởi vì đến ngày hôm nay thì chắc chắn là tôi phun tầng 5 rồi. Tầng 6 có 729 vị trí được dàn hàng ngang như thế này, có lẽ chúng ta đâu đó bị khuyết một chút. Tầng 6 đã khuyết một chút thì tầng 7 sẽ khuyết hơn số đó. Tầng 8 sẽ khuyết tiếp, tầng 9 khuyết, tầng 10 khuyết. Đến tầng 12 thì dần dần những chỗ hổng sẽ chưa được vá vào. Nhưng key số 1 là sau khi ta kết thúc 12 lần ở bàn 1, những cái chỗ chưa được vá, khi chúng ta sang bàn 2 cùng những người xuất phát cùng mình, thì chúng ta nhận tiền ở bàn 2 và tất cả những vị trí ở bàn 1 là vị trí mới. Cứ 1 ra 3 nhá, ma trận 3 x 12 mà. Bất kỳ một vị trí mới nào rơi vào đây thì cũng đem lại cho chúng ta 10 đô la. Theo cái cách thức nguyên lý mà như cái slide đầu tiên mà tôi đã phân tích. Anh chị hiểu điều này chưa nào? Tầng 2 thì mình cần phải tương trợ bao lần mới được nhận? Đến lần số 2. Có anh em chị em nào mà có câu trả lời nào được luôn cho cộng đồng thì hãy comment giúp cho Kim Nguyễn nhé. Hãy hỗ trợ Kim Nguyễn ở trong cái mục chat. Được không ạ? Để tôi tập trung vào cái bài này. Rồi. Nên là chắc chắn trong 3 tháng đầu tiên các anh chị hãy đừng đặt quá kỳ vọng là chúng ta có thể phủ phun được. Bởi vì câu chuyện phủ phun ở trong cái cộng đồng đó, nó là một cái bài toán mà có lẽ bây giờ chưa ai giải được đâu các anh chị. Nên là hãy nhớ này, ở bàn 1 chúng ta đừng quá bị vội vàng và đừng quá kỳ vọng là phủ phun. Mà muốn phun được chúng ta cần thời gian. Sang đến bàn 2, các anh chị vừa ăn tiền ở bàn 2 do 3 tháng đầu tiên chúng ta đã tạo ra cái hệ thống đó. Thì những người phát sinh ở bàn 1 chúng ta vẫn nhận 10 đô. Những người đi cùng anh chị sang bàn 2 chúng ta được nhận 20 đô. Như vậy sang bàn 2 chúng ta được nhận đúc rồi các anh chị. Vừa 10 đô vừa 20 đô. Và dần dần sau khi chúng ta kết thúc bàn 2 thì cái ma trận của chúng ta, những chỗ mà đang trống được lấp, được dày hơn một chút. Cứ như vậy sang bàn 3 theo thời gian thì cái ma trận đầu tiên chúng ta xây này lại được dày hơn một chút xíu. Và khi dày hơn như vậy rồi, chúng ta vừa được nhận tiền từ bàn 1 10 đô, bàn 2 20 đô, bàn 3 30 đô, vẫn nhận bình thường ở những vị trí mà chưa được lấp. Anh chị hiểu điều này không nào? Ok. Và cứ như vậy chúng ta đi đến bàn 4 và bàn cuối cùng, bàn kết thúc là bàn 5. Thì khi ta cùng đồng đội của mình, ví dụ như Kim bây giờ, Kim tự tin là thế này này, là 600 anh chị em trong hệ thống của Kim. Đến ngày kích hoạt là chắc chắn chúng ta kích hoạt cùng một ngày rồi. Vì thế khi tôi sang bàn 12 thì 600 anh em này cũng sang. Tôi hết 12 lần ở bàn 1 thì tôi sang bàn 2 thì cùng 600 con người này cũng sang bàn 2 cùng tôi ở một thời điểm. Anh chị thấy lợi thế chưa nào? Nhưng biết đâu từ giờ đến lúc đó tôi lên 1000 hay là 1500 người thì sao? Thì kết thúc 3 tháng, để cái ngày tôi sang bàn 2 thì tất cả chúng ta cùng sang bàn 2. Anh chị hiểu không ạ? Như vậy cái ngày chúng ta sang bàn 2 thì lại là một mốc son, là ngày hội thu nhập của mình là dồn về một cục. Đó, và những vị trí mới vẫn lấp, vẫn lấp, vẫn lấp.
Ở bàn 5 chúng ta vẫn ăn bàn 4, bàn 3, bàn 2, bàn 1. Tại sao nó lấp được? Nó lấp được bởi vì nó có nguyên lý của nó. Và nguyên lý này thì theo cái kiến thức và theo quan sát nhiều năm ở thị trường, tôi thấy chưa có trên thị trường. Bây giờ ta giải đáp tiếp này. Nếu mà chúng ta chỉ tập trung vào là chúng ta truyền khẩu nghĩa là affiliate trực tiếp, thì ở giai đoạn đầu tiên thì chắc chắn là chúng ta phải sử dụng cái công cụ đó rồi để chúng ta xây ra được những con người, những đồng đội lập team để làm việc hiệu quả. Anh chị hãy quan sát nhé. Bởi vì tầng đầu tiên max out chúng ta chỉ được 3 vị trí. Tầng 2 max out chúng ta cũng chỉ được có 9 vị trí mà thôi. Vậy thì cách thứ nhất này là cách chỉ định. Anh chị, cái tầng nào của mình mà đã full rồi ấy, mà anh chị chỉ định cho một S1 tiếp theo của mình, thì anh chị có được quyền chọn những vị trí trống ở trên cái cây này của chúng ta. Anh chị bấm vào vị trí nào thì anh chị sẽ chỉ định F1 của mình vào vị trí đấy. Cái này thì nó sẽ bị giới hạn, nó sẽ bị hữu hạn. Ok. Cách thứ hai, đặc biệt với những anh chị em mà đang làm về online ấy, thì khi có một ai đó mà lấy cái link rep của mình mà người ta đăng ký, thì nó sẽ rơi từ trên xuống dưới, từ trái qua phải, nó lấp hết toàn bộ cái ô trống này. Nó tự đến nó lấp hết toàn bộ ô trống này. Rồi, thế bây giờ ở cái cách số 2 này, thì cho đến ngày hôm nay tôi cũng đã chuẩn bị được một cái chiến dịch marketing trên diện rộng, để tôi tự tin rằng tất cả những vị trí trống trong cái hệ thống của tôi sẽ lấp được hết. Lý do đầu tiên tại sao tôi phải lên một chiến dịch marketing rộng lớn, thậm chí có thể phủ sang global quốc tế, vì lý do là thế này. Bởi vì nó ảnh hưởng trực tiếp đến cái thu nhập cá nhân của tôi. Vì tôi chỉ cần khuyết một vị trí thôi thì tôi đã bị lỡ mất $150 rồi, đúng hay sai các anh chị? Và nếu tôi bị khuyết một vị trí này thôi thì tôi bị mất cả một cái mảng hệ thống ở bên dưới. Vì thế, với cái cơ chế là tràn từ trên xuống dưới, từ trái qua phải, thì tôi chỉ cần tổ chức một cái chiến dịch marketing diện rộng, và sẽ có rất rất nhiều người ở ngoài kia khi họ biết đến Magic Chain và họ tìm kiếm. Và lúc đó ký vào link thì nó sẽ rơi cứ chỗ nào trống gần nhất nó sẽ lấp vào. Theo thời gian cứ chỗ nào trống gần nhất thì nó lấp vào. Anh chị hiểu điều này không ạ? Thì cá nhân tôi sẽ dùng luôn cái thu nhập tôi kiếm được từ ma trận để tôi bắt đầu tôi xây dựng và lan tỏa cái marketing thật rộng. Thế nên là những cái chỗ trống thì sẽ được lấp đầy bằng cách này. Và cách số 3 là tại sao chúng ta có thể lấy được tiền từ quốc tế, thì nó có một thuật toán vô cùng thông minh, đó là nó chia toàn cầu. Chia toàn cầu nghĩa là như thế nào? Là bất kỳ một ai trên thế giới này, người ta lấy cái link của dự án ở website, khi người ta đăng ký thì đúng cái thời điểm người ta kích hoạt cái phí để người ta tham gia với Magic Chain, thì nó sẽ ngẫu nhiên. Giả sử cái người ở Mỹ người ta ký vào cái link đó thì người ta sẽ không được đặt ở tại quốc gia họ đang phát triển, mà nó sẽ quăng ngẫu nhiên, có thể nó rơi vào châu Á, có thể nó rơi vào châu Âu, có thể nó sẽ rơi vào một hệ thống nào đó ở châu Úc. Biết đâu một ngày đẹp trời sẽ có những người ở những quốc gia khác họ rơi vào hệ thống của mình, thì lúc này chúng ta vô hình chung, mặc dù không bảo trợ cộng đồng quốc tế, nhưng chúng ta cũng có cộng đồng quốc tế trong hệ thống của mình. Thì đây chính là ba cái cách mà giúp cho một người bình thường ở trong hệ thống, người ta biết tận dụng những công cụ thôi, chỉ cần chăm chỉ thôi, thì dần dần cứ lấp dần, lấp dần, lấp dần. Bởi vì quan trọng nhất là chúng ta có thời gian để lấp và có công cụ để lấp. Anh chị hiểu không ạ? Một cái sức mạnh mà tôi đang cảm nhận thấy gần nhất, tôi đang cảm giác như là nó gần chạm đến nơi rồi, sắp sửa chạm đến nơi rồi, đó là 1.000 thành viên trong ngày đầu tiên kích hoạt, thì cứ mỗi một lệnh $10 nó nhảy thẳng về ví của mình, thì ngày hôm đấy là một cái ngày hội. Và tôi tin rằng là ngập tràn Facebook và ngập tràn YouTube,
sẽ là rất nhiều những cái video ghi lại màn hình trên WeChat Pay hoặc là MetaMask. Rất nhiều những cái giao dịch 10 đô la nó trôi về ví của những người đang làm việc. Và tôi đang rất mong chờ cái điều đó nó sẽ diễn ra. Thời lượng vừa rồi là toàn bộ những cái phân tích mới chỉ có khoảng tầm 30 phút thôi. Nhưng đó chính là những thứ mà tôi đang cô đọng lại và cái cách để chúng ta có thể giải bài toán và hướng đến một con số là 20% của 111 triệu đô. Được không ạ? Thế nên là cái con số đầu tiên là 5 triệu đô thì sau 30 phút vừa rồi các anh chị cảm thấy rằng mình có thể dễ dàng đạt được nó hay không nào?